Chào mừng các em học sinh lớp 8 tham dự tiết học trực tuyến bộ môn Ngữ văn 8 ngày hôm nay với thầy. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện nói, kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm. Trước khi tiến hành luyện nói, thì chúng ta cùng nhau ôn lại chút xíu về những yêu cầu của tiết trước. Các em mở sách giáo khoa ra trang 109, phần chuẩn bị ở nhà. Đầu tiên, mình ôn tập về ngôi kể có tất cả hai ngôi kể. Ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ ba. Ngôi kể thứ nhất, người kể xưng là tôi. Người kể là một nhân vật trong câu chuyện do nhân vật trong câu chuyện tự kể lại câu chuyện của cuộc đời mình nên văn bản đó sẽ có độ tin cậy cao, tính chân thật cao. À và người kể có thể chủ quan bộc lộ được suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc của mình. Còn nếu kể theo ngôi thứ ba, thì người kể sẽ giấu mặt à mà ở lớp 6 thầy nói vui là người kể như một vị thần vậy đó có nghĩa là cái gì à, không xuất hiện cùng một lúc có thể nhìn thấy được những sự việc xảy ra ở nhiều nơi các bạn thấy à như vậy chúng người kể kể theo có thứ ba sẽ rất linh hoạt về mặt không gian và sự kiện à, thể hiện được cái cách đánh giá khách quan thông qua những chi tiết kể của mình như vậy từ đó từ đầu học kỳ 1 đến giờ À, chúng ta đã học những cái văn bản nào à, kể theo ngôi thứ mấy bây giờ chúng ta thử tổng hợp lại ha kể theo ngôi thứ nhất thì chúng ta có đoạn trích tôi đi học à, trong lòng mẹ và lão hà kể theo ngôi thứ ba thì có đoạn trích tức nước vỡ bờ cô bé bán diêm Chia lá cuối cùng đánh nhau với cõi sậy rõ ha à, người ta thay đổi ngôi kể để làm gì thay đổi ngôi kể thứ nhất là để thay đổi điểm nhìn đối với sự việc và nhân vật vì sao Người kể trong cuộc kể khác với người ngoài cuộc, sự việc có liên quan đến người kể khác sự việc không liên quan đến người kể. Thứ hai, thay đổi ngôi kể để làm thay đổi thái độ miêu tả và biểu cảm. Người trong cuộc có thể buồn, vui theo cảm tính chủ quan, nhưng người ngoài cuộc có thể dùng miêu tả, biểu cảm để góp phần khắc hòa tính cách của nhân vật. À, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị liền nói. Yêu cầu của mình là kể lại đoạn trích sau theo ngôi thứ nhất. Thầy đọc lại đoạn trích chị dậu sám mặt vội vàng đặt con xuống đất chạy đến đỡ lấy tay hắn cháu vang ông nhà cháu vừa mới tỉnh dậy được một lúc ông tha cho tha này tha này vừa nói hắn vừa bịch luôn vào ngực chị dậu mấy bịch rồi lại sấn đến để trói anh dậu hình như tức quá không thể chịu được chị dậu liền mạng cự lại chồng tôi đau ốm ông không được phép hành hạ cái lệ tát vào mặt chị dậu một cái đến bớt rồi hắn cứ nhảy vào cảnh dậu chị dậu nghiến hàm răng mày trói ngay chồng bà đi bà cho mày xem rồi chị túm lấy cổ hắn ấn dúi ra cửa sức lẻo khẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức sâu đẩy của người đàn bà lực điền hắn ngã chỏng quèo lên mặt trên mặt đất miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu xu Người nhà lý trưởng sấn sổ bước đến dơ gậy trực đánh chị dậu, nhanh như cát chị dậu nắm ngay được gậy của hắn, hai người dằn co nhau, du đẩy nhau, rồi ai nấy đều buông gậy ra, áp vào vật nhau. Hai đứa trẻ con kêu khóc ôm sờm, kết cục anh chàng hầu cận ông Lý yếu hơn chị chàng con mọn. Hắn bị chị này tấm tóc lắng cho một cái ngã nhào ra thiệt. Các bạn thấy đoạn trích này đều kể theo ngôi thứ thứ ba. Bây giờ mình phải kể lại theo ngồi thứ nhất thì trước khi kể thứ nhất thì chúng ta cần chuẩn bị gì à chúng ta cần tìm hiểu đoạn văn trước khi kể lại chúng ta cần tìm hiểu những cái gì thứ nhất là sự việc nhân vật chính và ngôi kể trong đoạn văn là ai thứ hai các yếu tố biểu cảm nổi bật trong đoạn văn là gì thứ, thứ ba xác định các yếu tố miêu tả thứ tư muốn kể lại đoạn trích theo ngôi thứ nhất cần phải làm gì thì chúng ta hãy gợi ý như sau Thứ nhất sự việc trong đoạn trích này đó là cuộc đối đầu giữa chị dậu với cây lệ và người nhà lý trưởng. Nhân vật chính là chị dậu, cây lệ, người nhà lý trưởng. Ngôi ừ. kể là thứ ba. À, do đó các bạn kể theo ngôi thứ nhất thì chúng ta có thể đóng vai một trong ba người ở trên kể lại. Đấy, các bạn ha. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên đóng vai là nhân vật chính. Để văn nhật chính luôn luôn xuất hiện và có mặt từ đầu đến cuối văn bản. Các bạn ha. Rồi câu B. Các yếu tố biểu cảm nổi bật nhất là gì? Vang xin đính nhịn cháu vang ông, à, bị ước hiếp phẫn nộ chồng tôi đau ốm, à, căm thù vùng lên, mày trói ngay chồng bà đi bà cho mày xem. Tiếp theo chúng ta sẽ xác định các yếu tố miêu tả ở trong đoạn văn để chúng ta giữ lại. Chị vào dậu sám mặt vội vàng, lẻo khẻo của anh chàng nghiện, người đàn bà lực điền, ngã chống quèo, nhăm nhẩm thét, sáng sổ bước đến, nhanh như cá, kêu khóc ôm sờm, nhả nhào ra thèm Rồi muốn kể lại đoạn trích theo ngôi tiếng nhất chúng ta cần phải làm gì? thứ nhất là chúng ta phải đổi đại từ xưng hô thành tôi à, chúng ta sẽ đóng vai chị dậu à, rồi chúng ta phải chuyển lời thoại trực tiếp thành lời kể gián tiếp à, rồi chúng ta phải lựa chọn những chi tiết miêu tả biểu cảm sao cho phù hợp có thể giữ lại hoặc là thay đổi làm sao cho phù hợp những yếu tố miêu tả đã có khi nói kết hợp với giọng nói nét mặt cử chỉ động tác lưu ý các bạn đây không phải là đây là mình luyện nói mà do đó khi mình lên mình trình bày mình phải có sự biểu cảm à, có nghĩa là mình phải kết hợp với cử chỉ điệu bộ nét mặt động tác vân vân để thể hiện làm sao cao nhất mức cao nhất cái cái thần của văn bản à, cái cốt lỗi của văn bản được chưa rồi bây giờ đến lượt các bạn sẽ liền nói kể lại đoạn trích theo ngôi thứ nhất thì à trước khi luyện nói thì thầy đưa ra cái tiêu chí tính điểm để các bạn căn cứ vào đó luyện nói cho tốt để đạt kết quả cao và cho nhóm của mình. Thứ nhất là ngôi kể đúng là mình được hai điểm rồi. Lời kể phù hợp với ngôi kể là mình được hai điểm nữa. Mình có sử dụng yếu tố miêu tả phù hợp, hấp dẫn là mình được hai điểm. Yếu tố biểu cảm phù hợp được hai điểm. Giọng kể cộng diễn đạt sinh động cộng với lại cái thần thái khi thuyết trình chúng ta được thêm hai điểm nữa. Tổng cộng sẽ được 10 điểm. À, và chúng ta sẽ lấy điểm về cho cả nhóm có nghĩa là một người lên cả nhóm sẽ có điểm do đó trọng trách sẽ đặt nhà nặng lên vai người đó à, nhưng mà cái sự ủy nhiệm cũng ủy thác của các bạn cái uy tín của người đó cũng được nâng cao các bạn nhớ chọn mặt gửi vàng nha rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn học tốt phần này chúng ta sẽ không ghi bài chúng ta chỉ ghi cái tựa bài và cái đề bài mà thôi cảm ơn các em